Ngay lúc này tại đường Giải Phóng, một đồng chí chắc là ngáo đá đang treo tóp lên cột đèn ngồi và tay nắm dây điện cứu hỏa đang răng phao lên để ôi mà sao nó treo nó giỏi nhỉ, để chờ anh ý nhảy xuống. Mẹ bố nó đứng ở cái mặt lên ngáo đá nói chắc chắn là ngáo đá bình thường ai lên sợ không đổ đi chụp đi. Ê, quả mặt đấy chị ngã ê rồi ngáo lòi kìa, ngáo lòi ra xe cứu hỏa.